gọi số 9. Nếu bạn vượt qua cơ số 9, bạn sẽ có 15 triệu đồng. Và đây là một loài hoa màu vàng có 13 cánh. Thời gian bắt đầu. Dạ, thưa ban giám khảo, đây là hoa dã quỳ, hiện đang có ở Ba Vì, gồm hai địa điểm là vườn quốc gia và trung tâm nghiên cứu đồng cỏ Ba Vì. Bạn có thể giải thích thêm về hoa dã quỳ không? Dạ, hoa dã quỳ thì có nghĩa là người đi thăm hoa có thể là vừa quỳ vừa dã và vừa ngắm hoa. Đó. Vâng, bạn có sự hiểu biết rất là sâu về cái loài hoa này. Yêu sao tiếng gáy chim cu, đầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào màu, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com. Hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Xin mời quý vị bà con đến với miền quê yêu dấu, một miền quê rất là yên ả và thái bình. Đó là nơi đồng chí Thao, kênh Chim Của Người Hay đang sinh sống. Và đây là con đường hoa của trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì. Các bạn có thể đến để thưởng thức ngắm hoa bên con đường nhựa nhỏ nhỏ xinh xinh, và hai bên là dãy hoa chuông vàng và hoa dã quỳ. Đó, thì buổi sáng thì mình đi thể dục tại đây, và cái thời điểm khác này là mình đang ghi hình lại để chia sẻ lên mạng cho quý vị bà con và các bạn theo dõi, là ngày 30 tháng 11 năm 2020, và hoa chuông vàng thì vàng rực rỡ luôn, rất là đẹp, và có rất nhiều những cặp đôi chụp ảnh lưu niệm trong cái mùa cưới, rất nhiều những đoàn làm phim, có rất nhiều những thiếu nữ, có rất nhiều những hot girl đã về đây để check in. Đấy, nên là quý vị và các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những hình ảnh, những cái clip sinh động nhất, thể hiện nhất. Nếu như khi các bạn không có thể đi được thì quý vị các bạn có thể được ngắm qua cái màn ảnh nhỏ của đồng chí Thao, kênh Chim Cùng Anh Hay. Và xin giới thiệu với các bác là em phát triển kênh con giống đà điểu, chim cu gáy, chuột lang mỏ ú và cây chanh tứ quý. Kênh của em sau này sẽ phát triển một số những cái cây giống, con giống quý hiếm độc lạ mang lại giá trị kinh tế cho bà con, và đặc biệt là quy tụ tất cả các bác ai có những cái cây con giống tốt mà chưa có đầu ra, có thể là liên hệ với em theo số điện thoại là 033 5305982, 0989177982, để em làm clip đẩy lên để lại thông tin cho quý vị và các bạn, để các bạn kết nối. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau. Đây là cái khuôn viên tại ngay tại con đường hoa nhà đồng chí Thao, kênh Chim Cùng Gáy Hay, quý vị các bạn có thể thưởng thức. Đằng trước kia là một cái xe, họ đang ghi hình, họ đang quay phim và họ đang ngắm hoa. Chúc quý vị và các bạn có những cái giây phút thật là thư thái, thật là thoải mái khi xem những cái clip trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay. Và đây là có những lúc mình rảnh rỗi, mình đi ngắm hoa, ghi lại để chia sẻ cho các bác, chia sẻ cho anh em, chia sẻ cho những người chưa có điều kiện đi từ xa đến. Chúng ta đang sống trong một thời buổi cho đi nhiều giá trị thì chúng ta sẽ nhận lại nhiều giá trị. Chúng ta đang sống trong thời buổi 4.0, hình ảnh âm thanh được kết nối vạn vật qua internet. Thì quý vị các bạn có thể thấy đây là rất là đẹp. Con đường hoa luôn. Không ngờ đây đâu có một kỳ cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp đẽ, tự nhiên và sạch sẽ như thế này cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video clip sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm.